Xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Emma Chan đây. Thì hôm nay mình lại tìm được thêm một cái game mới. Đó chính là game Bonnie Bakery, hay còn được gọi là tiệm bánh của Bonnie. Game này nhìn rất là dễ thương luôn. Nhưng mà đây là game thuộc thể loại kinh dị nha các bạn. Đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa các bạn nha. Còn muốn biết kinh dị như thế nào thì các bạn hãy cùng xem mình chơi nha. Thì ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên kéo xuống phần mô tả. Ở đó có những cái link dẫn đến các trang mạng xã hội của mình như là TikTok, Facebook và Instagram. Các bạn nhớ cho mình một follow nha. À các bạn ơi, mình vừa tạo một cái group trên Facebook có tên là Vườn Bơ Siêu Cute của Apple Chan. Các bạn hãy tham gia vào đó để gửi fanart cho mình cũng như là đóng góp những cái content mình đang làm nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu với Bonnie Bakery thôi nào. Bonnie quét sàn nhà và lau cửa sổ. Hôm nay sẽ là một ngày trọng đại nữa. Khách hàng đang xếp hàng ngoài tiệm bánh của cô ấy. Cô ấy mở cửa ra và tất cả mọi người đều đi vào. Cô ấy nhìn đám đông với một nụ cười ấm áp. À, dễ thương quá các bạn ơi. Nhưng đây là game kinh dị nha các bạn ơi. Các bạn nên nhớ điều đó. Có một khách hàng thân thiết bước ra khỏi đám đông và vỗ nhẹ vào lưng Bonnie một cách thân thiện. Chào Bonnie, người bạn cũ của tôi. Sắp tới tôi có một sự kiện và tôi muốn nướng một trong những chiếc bánh ghép bebe nổi tiếng của bạn. Bạn sẽ không phiền khi mà bạn chia sẻ công thức với tôi được không? Không nha, đây là tiệm bánh gia truyền ba đời của tôi. Sao mà tôi dễ dàng chia sẻ công thức cho bạn được? Ôi gấu ơi, bạn còn non và xanh lắm. Bạn thật là ngốc nghếch. Một bậc thầy đầu bếp sẽ không bao giờ tiết lộ công thức ra đâu. Sau đó là hai đứa nhìn nhau cười như được mùa. He 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 he, mắc cười quá đê, vui quá trời đất ơi, cười chết mất. Thôi được rồi, tôi sẽ không làm phiền bạn nữa. Cứ như vậy, gấu ngồi xuống với những khách hàng còn lại. Phew, có vẻ như tới giờ nướng bánh rồi. It's cooking time. Chào mừng đến với tiệm bánh của Bonnie. Giúp Bonnie phục vụ những khách hàng đang đói của cô ấy bằng cách phục vụ một số bánh ngon. Oh, tôi thấy gấu chuẩn bị ngồi xuống kìa. Chạy lại hỏi xem gấu muốn ăn gì nào. Cậu muốn ăn cái gì nào gấu ơi? Ok. Oh, là một cái bánh ghép bebe. Mình không biết Red Velvet dịch ra tiếng Việt là gì nữa. Các bạn nào biết thì các bạn hãy bình luận bên dưới cho mình biết với nha. Mình chỉ biết Red Velvet là nhóm nhạc thôi à. Quả là một sự lựa chọn xứng đáng đấy. Ok, bây giờ mình bắt tay vào nấu thôi nào. Bây giờ mình bấm vào cái bếp để mình có thể nấu cái bánh Red Velvet cho con gấu nè. Ok, tới giờ làm bánh rồi. Nhưng mà mình quên cách làm bánh Red Velvet rồi. Bây giờ sao đây ta? À, mình nhớ là mình có một cái cuốn công thức. Mình phải xem thôi nào. À, đây rồi, đây là cái bánh Red Velvet nè. Nhìn rất là ngon luôn ý. Bánh Red Velvet cần những nguyên liệu sau đây. Đầu tiên chúng ta có bột, đường, sữa, trứng, mỡ và một cái gì đó màu đỏ ngắt lên. Bây giờ là mình bỏ những cái thứ đó vô cái máy xay để mình xay ra. Ok, ok, đã hiểu. Đầu tiên chúng ta có là bột nè. Sau đó là tới đường. Sau đó là tới sữa. Sau đó là tới trứng nè. Và hình như là mỡ. Và sau đó là màu đỏ. Ok, bây giờ mình trộn lên thôi nào. Sau đó mình sẽ đổ vào cái khuôn này và nướng lên thôi. Yay! Vậy là mình đã có được một cái bánh Red Velvet rồi. Mong là nó không bị cháy. Đây, ăn đi. Ủa mà nãy mình thấy đông khách lắm mà ta. Sao bây giờ còn có mình con gấu này vậy? Thật là tốt vì gấu là khách hàng đầu tiên nên tôi có thể phục vụ anh ấy trước. Tôi biết rất là nhiều khách hàng không có tính kiên nhẫn. À, vậy là mình phải làm nhanh. Ôi trời ơi, mấy cái vụ này mình dở lắm. Ngày hôm nay chỉ vừa mới bắt đầu thôi, tới giờ làm việc rồi. Yay.
biệt bạn gấu nha. Bây giờ trong lúc mà chờ đợi khách hàng tới thì mình có thể làm một vài món. Ok. Để xem mình có thể làm món gì nào. Mình thấy cái món này khá là hấp dẫn. Món này có tên là meat bun, hình như là bánh bao nhồi thịt thì phải. Mình không biết có đúng không nữa, nhưng mà nó cần rất là ít nguyên liệu. Đầu tiên mở bột, sữa và trứng vào cái máy xay, sau đó xay lên. Ok, mình sẽ làm bước 1. Bột này, sữa và trứng. Sau đó mình sẽ xay lên. Sau đó mình làm gì ta? À đúng rồi, mình cắt thịt ra. Sau đó mình bỏ cái bột này vô. Sau đó mình đem đi nướng. Yeah, vậy là mình đã có một cái meat bun rồi, khá là đơn giản đúng không nào? Có khách rồi nè, khá là nhanh đó. Và như hồi nãy mình làm cái meat bun và bây giờ khách hàng gọi đúng cái meat bun luôn. Hên quá các bạn ơi. Đây, mang ra luôn, khỏi cần phải làm. Ok, chúng ta cùng tiếp tục với công việc làm bánh của mình nào. Hình như khách hàng này gọi một cái, gọi là cái pastry. Xin lỗi các bạn nếu mà mình đọc không đúng nha. Ok, cái này cũng khá là đơn giản thôi, chỉ cần làm theo cái công thức. Sau đó là mình đặt cái miếng bột mình vừa xay ra lên cái bàn này, sau đó mình lăn nó ra. Mình để một miếng mỡ lên và nướng. Yay, vậy là mình đã có một cái pastry rồi. Mình không biết cái bánh này gọi là gì nữa. Lại có khách nữa rồi. Hôm nay mình đắt khách ghê. Khách này gọi một cái bánh donut màu trắng. Để mình nhìn xem công thức xem nào. Ok, đã hiểu rồi. Bỏ nguyên liệu vào và xay lên thôi nào. Sau đó mình làm gì ta? Thứ lỗi cho mình nha các bạn, não mình hơi cá vàng một xíu. Sau đó là mình bỏ cái này lên và lăn ra, để vô cái khuôn và sau đó mình đem nướng. Sau đó mình gắt cái bột màu trắng này lên và xong. Lại có khách nữa rồi, lại thêm một cái meat bun nữa. Ok, meat bun thì cũng khá là dễ thôi. Đúng rồi, mình quên mất, mình phải cắt miếng thịt ra. Trời đất ơi, mới làm đây mà quên mất tiêu. Đây, xong. Lại thêm cái meat bun nữa à. Coi bộ meat bun là cái món best seller của quán này luôn rồi. Ok, bây giờ mình không cần nhìn công thức luôn, mình vẫn làm được. Khá là đơn giản. Let's do this. Bây giờ là đến bữa trưa rồi, chúng ta cần phải nghiêm túc hơn. Nói như vậy là bữa trưa rất là đông khách luôn ý. Vị khách này cần một cái meat bun nữa. Meat bun thì làm rất là dễ luôn, cho nên là mình không có cần phải nhìn công thức. Làm ghét là mình chuyên nghiệp luôn rồi các bạn ơi. Có lẽ mình nên đổi nghề làm đầu bếp Amazon đi. Vị này cần một cái bánh donut màu trắng. Cái bánh donut thì hơi khó làm một tí, nhưng mà không sao, mình sẽ làm được thôi. Mình phải làm lẻ tay tại vì mình sợ khách bỏ về hết đó các bạn ơi. Trong lúc mình làm thì có thể là mình ít nói chuyện một tí, tại vì mình tập trung mình làm ý, cho nên là các bạn hãy thông cảm cho mình nha. Ok, thêm một khách nữa muốn làm một cái bánh Red Velvet. Nãy giờ mình vẫn chưa thấy chi tiết kinh dị nào ở đây cả. Game này giống như là game giả lập làm bánh của con gái hồi xưa vậy các bạn ơi. Oh no, nhiều khách quá vậy. Mình thấy trên đầu họ có những cái hanh kìa. Hình như là khi mà hết cái hanh đó thì họ sẽ tức giận và bỏ về. Cho nên là mình phải nhanh tay hơn mới được.
Trời ơi, có một mình quản lý cái quán này à, đâu có ai nữa đâu. Mình đang cố gắng nhanh nhất có thể rồi đây. Càng ngày càng đông là sao vậy? Trời đất ơi, cuối cùng cũng xong rồi. Mọi người phải biết là mình bán cái đó lâu tới chừng nào. Mình vừa bán xong cái này cái lại có khách tới nữa, rất là đông luôn. Và trong lúc bán thì không có sự kiện gì xảy ra nữa, cho nên là mình xin phép cắt bỏ cái đoạn đó nha. À, hôm nay có vẻ là một ngày hơi khó khăn cho bạn nhỉ? Nhưng mà không sao, đôi khi chúng ta cũng mắc phải lỗi lầm. Nhưng mà theo một mặt tích cực khác thì bạn có thể tiết kiệm được một số nguyên liệu đó. He he. Vậy mày đang chế giễu ta đó hả? Con này. Tôi đoán là tôi đang hiểu điều đó. À, cái con gấu này mày chơi tao bán ế à, hồi nãy tao bán không kịp trở tay luôn đó. Vậy mà nó chơi mày bán ế các bạn ơi. Tôi rất là mừng bởi vì bạn đã mở cái tiệm bánh này. Đây là một cái nơi rất là tuyệt vời để cho tôi có thể vào đây thư giãn. Đấy. Tôi chưa bao giờ biết chúng tôi sống trong một khu phố nguy hiểm như vậy. Rất là đáng sợ, mọi người trong cái khu phố này bị biến mất mà không có một dấu vết nào cả. Cứ như là họ bị sát khỏi thế giới này vậy. Ghê vậy trời. Thật là đáng sợ. Gấu ơi, hãy cẩn thận nha. Bạn cũng vậy nha Bonnie. Tạm biệt. Bye bye. Tất nhiên rồi, tạm biệt bạn gấu nha. Đóng cửa đuổi khách. Gấu rời khỏi tiệm và Bonnie bắt đầu dọn dẹp cái tiệm bánh. Bây giờ thì... Hey, quả là một ngày bận rộn. Bây giờ mình làm cái gì, mình đi ngủ hả? Tới giờ lấy thêm nguyên liệu tươi rồi đó. Hả? Nguyên liệu tươi gì cơ? Rồi các bạn ơi, mình nghi là đến phần kinh dị rồi. Phần này mà không kinh dị là hơi uổng đấy. Ủa sao đồ họa game lại biến thành đồ họa 3D rồi? Ở đây chúng ta có một con gấu trúc nằm ở đây. Thật là may mắn, có vẻ như là cô ấy lấy của người khác rồi. Ý là lấy thịt đó các bạn. Vậy có nghĩa là Bonnie là kẻ giết người. Oh no. Cậu có thể di chuyển. Hãy nắm lấy cơ hội khi mà cô ấy đang phân tâm với những cái thứ khác. Đừng có trông dữ tợn như vậy. Đặc biệt là cậu có cơ hội để trốn thoát. Cậu rất là tươi. Cậu vẫn còn trí thông minh để thoát khỏi đây. Còn một điều nữa nè. Nghe tôi nè, hãy tìm những cái mảnh ghi chú của Bonnie. Con nhỏ đó nó giấu những cái mật mã ở trong những cái tờ giấy đó. Và khi mà tìm được rồi thì mình cần phải chạy ra cái cánh cửa kia để mở khóa và chạy đi. Sử dụng WASD để di chuyển. Ok, chạy nhanh để bám phím 6. Đừng để con nhỏ đó thấy bạn. Đừng để con nhỏ đó nghe bạn. Nếu con nhỏ đó thấy bạn, hãy chạy về đây. Con Bonnie nó sẽ không tấn công những đứa mà ở trong lòng đâu. Ok, đã hiểu. Chúc ngủ ngon và chúc may mắn. Cái gì giờ này mà ngủ gì nữa, mình cần phải chạy ra khỏi đây. Sao xung quanh tối hui vậy? Ơi, cái gì đây? Đồ sỏ của ai vậy? À, bây giờ thì mình cần phải tìm những cái mảnh giấy note của Bonnie. Trời đất ơi, ngay chỗ này thịt không à. Chỗ này giống như là ở dưới tầng hầm quán của Bonnie vậy á. Eo ơi, nhiều thịt thế. Ôi, mình thấy con Bonnie rồi. No, chạy lẹ. Chạy về chuồng lẹ. Chưa kịp chạy nữa, nó quýnh mình chết luôn rồi. Vậy là mình chết rồi sao? Không thể nào tính được. Bonnie lại tiếp tục vé chọn những cái bụi bặm trên cửa sổ. Hôm nay lại là một ngày mới. Khách hàng lại xếp hàng rất là đông trước cửa hàng của Bonnie. Trời ơi, cái con nhỏ này, nó vừa mới giết mình xong, bây giờ nó cầm cái chổi phù thủy nó lao nhà nó kìa các bạn. Nhìn rất là tức luôn nha. Nhưng mà mình chết rồi, mình không làm gì được nó. Mình không ám được nó luôn mới ghê chứ. Lại tiếp tục mở cửa ra và khách ùa vô. Và cười với khách bằng một nụ cười rất là ấm áp. Rất là ấm áp luôn nha các bạn ơi.
Lại tiếp tục là cái con gấu nhiều chuyện này các bạn ơi. Chào Bunny, người bạn cũ của tôi. Lần trước tôi hỏi bạn về cái công thức làm bánh, nhưng mà bạn lại không chỉ cho tôi biết. Vậy bây giờ bạn có thể làm một cái bánh để tôi mang về nhà không? Một cái bánh để mang về nhà hả? Đó giờ chưa có ai mà mang bánh về nhà ăn hết trơn á. Ý là toàn tại tiệm không á các bạn ơi. Nhưng mà nghe có vẻ là một ý kiến hay đó. Được rồi gấu, tôi sẽ làm cho bạn một cái bánh ghép bê vẹt để bạn có thể mang về nhà nha. Và bạn biết gì không gấu? Vì bạn là khách hàng số 1 của tôi cho nên tôi sẽ dùng nguyên liệu tươi để làm bánh. Ok, các bạn biết nguyên liệu tươi đó chính là gì rồi đó. Đó chính là mình. Rồi, mình trúng ngay cái bad ending. Đó chính là nguyên liệu tươi. Mình bị treo lên luôn rồi các bạn ơi. Thì ok, vậy là mình đã hoàn thành xong tựa game Bunny Bakery rồi. Và mình đã trúng ngay kết cục xấu nhất. Trời đất ơi, su quá là su luôn. Thì bạn nào mà muốn mình làm thêm những cái ending khác thì các bạn hãy bình luận bên dưới nha. Thì ok, video của mình đến đây là đã hết rồi. Nếu như các bạn thấy hay, đừng quên để lại một like, một share, một comment cho channel của mình nha. À đừng quên nhấn nút subscribe để cho channel của mình mau chóng đạt được 1.500 subscriber nhanh nhất có thể nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình là Emma Chan. Xin chào và hẹn gặp lại.